Hãy tưởng tượng bạn đang lặn biển sâu dưới thời kỳ Devon, cách đây 360 triệu năm. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ sừng sững xuất hiện trước mắt bạn. Nó dài hơn cả một chiếc xe buýt, với bộ giáp dày và chiếc mõm to lớn hung dữ. Đó chính là Danco Osteus, cỗ máy chém của đại dương cổ đại. Hãy cùng với Bí Ẩn Kỳ Bí đi khám phá sự thật về con quái vật tiền sử này nhé. Danco Osteus, kẻ thống trị đại dương cổ đại. Danco Osteus là một loài cá mập cổ đại khổng lồ, dài tới 10 mét và nặng hơn 4 tấn. Nó là kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của mình, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi sinh vật biển. Với bộ hàm to lớn và những tấm dao xương sắc nhọn thay cho răng, Danco Osteus có thể nghiền nát bất kỳ con mồi nào, từ cá nhỏ đến cả những loài bò sát khổng lồ. Lực cắn của nó được ước tính mạnh hơn cả Tyrannosaurus Rex. Danco Osteus được bảo vệ bởi lớp giáp dày được cấu tạo từ những tấm xương xếp chồng lên nhau. Lớp giáp này giúp nó tránh được các đòn tấn công từ kẻ thù, thậm chí cả từ những kẻ săn mồi hung dữ khác. Danco Osteus như một cỗ xe tăng bọc thép di chuyển dưới đại dương, không gì có thể cản phá được nó. Với kích thước to lớn, sức mạnh hung hãn và bộ giáp bất khả xâm phạm, Danco Osteus thống trị đại dương trong suốt kỷ Devon. Không có loài nào dám đối đầu với nó, và mọi sinh vật đều phải khiếp sợ trước cỗ máy chém đáng sợ này. Tuy nhiên, vào khoảng 360 triệu năm trước, Danco Osteus đã tuyệt chủng. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết đến, nhưng có thể là do sự thay đổi khí hậu, sự xuất hiện của các loài săn mồi mới hoặc sự cạnh tranh thức ăn. Dù đã tuyệt chủng, Danco Osteus vẫn là một trong những sinh vật biển hấp dẫn nhất trong lịch sử. Hóa thạch của nó được tìm thấy trên khắp thế giới, cho chúng ta biết về một thời kỳ xa xôi khi những sinh vật khổng lồ thống trị đại dương. Danco Osteus là lời nhắc nhở về sự đa dạng và sức mạnh phi thường của thế giới tự nhiên trong quá khứ.